Nhiệm vụ hút Safari yêu cầu anh em đến khu Group Street. Khi tới khu Group Street thì thay vì rẽ trái theo như nhiệm vụ yêu cầu, anh em có thể sẽ rẽ phải và bắt gặp CJ, Big Smoke và Ryder đang đạp xe đạp. Cây cối trong GTA 5 cũng là những vật thể bất khả xâm phạm, xe tăng tông cũng không đổ. Nhưng mà anh em có thể tỉa lá cây bằng cách dùng cánh quạt trực thăng, nhưng mà làm thế cho vui thôi chứ hình dáng cái cây sau khi cắt tỉa trông vẫn y như cũ. Những hòn đá trong GTA không phải để trang trí cho vui, anh em thật sự có thể tương tác với chúng. Nếu bắn vào một hòn đá trên sườn núi, hòn đá sẽ lăn xuống bên dưới. Quần áo của nhân vật sẽ ướt theo đúng phần mà chúng tiếp xúc với nước, chứ không phải cứ xuống nước là tự nhiên cả người đều ướt hay khô ran như những game khác. Trevor, Franklin và Michael rất ghét bị người khác theo đuổi, dù cho đó có là chiến hữu của mình. Nếu anh em ngoan cố mà kè kè sau lưng, cả ba sẽ lại quay lại đấm cho anh em một. Anh em có thể bắt gặp các hoàng thượng lang thang khắp thành phố Los Santos, và phản ứng của các hoàng thượng trong game cũng vô cùng chân thật, y như ngoài đời. Hãy thử nã một viên đạn về phía hoàng thượng, ngài sẽ giật mình, dựng đứng lông lên và nhảy lên trời sau đó chạy mất tiêu. Thời gian ngủ của ba nhân vật chính là hoàn toàn khác nhau, ám chỉ lối sống của từng nhân vật. Michael lúc nào cũng căng thẳng, stress nặng vì cuộc sống gia đình nhàm chán nên chỉ ngủ được 6 tiếng thôi. Franklin có lối sống lành mạnh nề nếp nên ngủ đúng 8 tiếng, còn Trevor lúc nào cũng quậy phá tăng động nên phải ngủ tới 12 tiếng thì mới lại sức.